Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Ngộ Không nha. Và hôm nay Lão Tôm sẽ quay review tất cả các loại gậy nhí cho cả nhà cùng xem nha. Thấy có rất là nhiều bạn comment trên kênh YouTube của Ngộ Không là hãy review tất cả các loại gậy nhí đi. Ok. Đây, đây là cái gậy đầu tiên, đó là gậy nhí dành cho các bạn nhỏ nha. Đây là cái gậy nhí dành cho các bạn nhỏ, rất là an toàn, rất là dễ sử dụng luôn. Đó. Cái này thiết kế đặc biệt dành cho các bạn nhỏ nha. Đó, cứ trúng vô người cũng không sao, tại vì nó an toàn nha, tại vì nó gọn nữa. Đây, đó chất liệu nè, đây, chất liệu nó bằng plastic nha các bạn. À, đây chất liệu nè các bạn, đó. Đó, chất liệu của nó là đây. À. Và Ngộ Không sẽ hướng dẫn các bạn khi mà mình bị hư mình sửa như thế nào luôn đó. Đây. Bây giờ nè, hướng dẫn cho các bạn cái cách sử dụng trước nha. Để làm được cái gậy này là các bạn nè, để cái tay vậy nè, cầm đây, xoay về phía trước, cái này mình cầm ở trên nha. Xoay về phía trước, xoay, xoay, xoay. Xoay 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 vô đó, gài cái chốt lại một cái nha. À, nhìn kỹ nha, tiếp tục đây. Cái thứ hai mình cầm như vậy, gài cái chốt lại đó. À, đây, khi biểu diễn rút cái chốt ra, bóp chặt lại buông ra đó, tiếp tục nha. À. Khi bị như vậy nha, lỡ mình quýnh mạnh vô đâu nè, quýnh vô, quýnh mạnh gì cũng hư nữa, quýnh mạnh gì cũng hư nữa. Trừ khi nào là mình mở ra thôi, mà trường hợp bị hư như vậy, để cái tay quấn, 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 quấn. À, khi mà trường hợp bị vậy mình phải quấn lại. Mình sử dụng tiếp nha, đừng có quăng nha. Đó. Rồi, tiếp tục. Đây là cái loại gậy nè các bạn. À, gậy này mình có thể rút ngắn, kéo dài, rút ngắn, kéo dài đó. Cái này đơn giản thôi. Đó. Khi mấy bạn muốn dài các bạn kéo ra. Đó. Rất là dễ sử dụng luôn. Hoa răng rất là đẹp. Tiếp tục. À các bạn ơi, đây là cái gậy như ý đây. Gậy như ý này khác với cái gậy hồi nãy nha, là có hình Tôm Ngộ Không và kéo lại, nó có một cái lò xo để mình bấm nút búng ra. Đó, hiện đại chưa. Đó, có đèn nữa nè. Đó, đèn nè. Dạ. Té. Rồi bấm, bấm nút ở đây nè. À, và ở đây mình cái đèn này mình có mở ra nè, mình rỡ ra mình thay pin luôn nha. Hết pin mở ra mình cái này ra, đó, thay pin, rồi cục pin đây, đó. Quá trời gậy luôn, không biết giới thiệu khi nào hết luôn. À, tiếp tục nha, đây là cái loại gậy như ý. À, đây. Gậy này mở ra nha. Cái gậy này giống cái gậy hồi nãy nha, nằm cái gậy này dành cho người lớn để mình tập luyện, giống như sang đi quay gậy đem đi nó gọn hơn, cũng kéo dài ra luôn, kéo dài ra, kéo dài ra để dành múa gậy.
Đó. Đây là cũng một cái loại gậy mà giống như cái gậy dành cho trẻ em nha các bạn. Mà cái gậy này là nó bằng chất liệu, nó bằng thép, nó sẽ rất là bén. Cái này là bạn nào mà phải tập được cái gậy nhựa thì mình mới chuyển qua cái gậy thép này nha. Đó, đây chất liệu nó đây. Đây, đó. Khi mà bung ra vậy nè, đó, mình cũng quấn lại, hả? Quấn lại vậy, đó. Đó, uống lại, à, uống lại. Cách xếp lại cũng vậy luôn. Đây, quấn về phía trước. Quấn. Tay này cầm thả lỏng tự nhiên. Quấn. Đó, cái cây này nè, là cây 1m2. Nó sẽ ngắn hơn. Và cái cây mà dài hơn nó cũng như vậy. Đây, nó cũng xếp lại như vậy mà nó 1m5 luôn nha. Đó. Mình cái này á, là dành cho các bạn nào mà đi diễn ảo thuật muốn biến cho cây gậy này, hoặc là mình cũng phải có sự tập luyện nha. Cái này là phải tập luyện nha. Và cũng có nhiều bạn ở trên Shopee hoặc là những cái bạn mà trên YouTube hỏi là cây gậy này có đập đá được không, cây gậy này có đập cây được không. No, cây gậy này chỉ để dành biểu diễn ảo thuật thôi nha. Đó, mình không có khuyến khích các bạn là mua cái gậy này để đập những cái khác nha. Buông tay ra. Cái gậy này là chất liệu thép nha, nó rất là bén nha. Nói chung là ai mà muốn chơi cái cây gậy này á là phải tập cái gậy của trẻ em trước nha. Chú trẻ em, ok. Thì nãy giờ các bạn cũng đã thấy rất là nhiều loại gậy đi như ý đúng không? Thì cái loại gậy mà Sang thích nhất đó nha, là cái gậy mà lấy trong cái túi ra nè, rồi lấy đây quăng lên. Thì cái gậy đó là Sang đi diễn rất là nhiều nơi và được rất là nhiều các bạn yêu thích, giống như trong phim Tây Du Ký cho các bạn. Đấy, 1, 2, 3, quăng lên, đó, xuất hiện rất là bất ngờ luôn. Đây là cây gậy bằng inox nha cả nhà. Đây đó, rất là sáng bóng luôn. Cái này mình có thể dành mình tập luyện, mình quay gậy ở ngoài giữa đường phố rồi nó sáng, nó lấp lánh như trong phim vậy đó. Đó, cây gậy này là thường này Sang hay dùng để khi mà biến ra cây gậy kia trước xong mình sẽ đổi lấy cây gậy này mình quay, rất là đẹp luôn. Thì nói chung là gậy nào nó cũng có cái tác dụng khác nhau và cũng có phù hợp vào cái chương trình biểu diễn của tất cả mọi người. Thì các bạn nào mà thấy cái gậy nào mà hay nhất hay là đặc biệt nhất thì các bạn comment ở dưới bình luận nha. Và có một cái gậy đặc biệt nữa đây. Đây, cái gậy này nè, đây. Đó. Cái gậy này là cuối cùng nha. Đây là cái gậy đèn. Đó, cái gậy đèn LED nha cả nhà. Thì cái gậy này á, mình có thể tháo ra làm 3 khúc. Đó, cái gậy này là Ngộ Không hình thường đi biểu diễn những cái show mà có cái sân khấu lớn là mình sẽ mở ra nha. Đó. Đó. Và có một cái đồ điều khiển từ xa nha. Đây, và mình muốn màu gì? Bấm vô. Hử?
biến. Cái gậy này á là Ngộ Không thường biểu diễn những cái ngày lễ Tết nè, Trung thu nè, và trên những cái sân khấu lớn, tại vì có thể xuất hiện được hình chú Cụi, chị Hằng và Tôn Ngộ Không, bốn thầy trò Đường Tăng và logo nhãn hiệu nha. Mà có một cái cây gỗ, cây gỗ thì mình có thể mình ra mình mua đề can, mình dán dán hai đầu đó, dán ở đầu giữa và cái đầu hai bên vậy nè, đó là để mình giống như có cái clip Sang bữa Sang có hướng dẫn làm gậy như ý bằng pháo đó, thì các bạn nào có thể xem lại cái video đó nha. Và hôm nay sẽ khuyến mãi cho tất cả các bạn nào lên Shopee của Sang bấm theo dõi đó, theo dõi thì cái gậy như ý này giá đang 10.000 đây đó, 10.000 giảm chỉ còn 2.000 đồng nha. Đó, dành tặng riêng cho tất cả các bạn nhỏ xem cái video ngày hôm nay nha. Cái gậy này chỉ, và cây gậy này giá chỉ có 2.000 đồng trên Shopee nha. Đó, thật ra là để dành tặng cho tất cả các bạn cũng được, nhưng mà có mấy lần tặng á, xong á, hàng đến các bạn không nhận, thì bây giờ mình sẽ bán với cái giá 2.000 đồng đó, 2.000 đồng những cái gậy này. Các bạn chỉ cần lên Shopee của Sang bấm theo dõi và lấy cái mã giảm giá xong để dưới kênh YouTube nè, đó các bạn bấm vô và mua cây gậy trị giá 2.000. Và đặc biệt là không phải riêng cái gậy này, và những cái những gì ta và những sản phẩm Sang bán trên Shopee đều giảm tất cả cho các bạn nào trên kênh YouTube của Sang, giá giảm 30% nha. Khi nào mà các bạn nào lên shop của Sang mà muốn ủng hộ tất cả các đồ gì thì cứ nhắn tin trên Shopee của Sang và Sang sẽ hỗ trợ giá 30% cho tất cả các bạn trên Shopee, các bạn trên YouTube của Ngộ Không nha. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Thì mùa dịch này á, mình nhớ đeo khẩu trang vô, giữ gìn sức khỏe thật là tốt nha. Và các bạn nhớ bấm like và subscribe kênh YouTube của Ngộ Không nha. Rồi, bye bye. Bye bye. Bye bye.